Hello anh em nhá. Hôm nay em được xin phép được review arc top 1 server là một arc Ngami kiếm, arc tên là Thiên Tử. Và hôm nay cũng là trận công thành chiến đầu tiên và bang P đã nỗ lực hết mình và đạt được danh hiệu gọi là lấy được Dương Châu và là người xứng đáng nhất được sở hữu được con bôn tiêu bảo hộ nhá. Và bây giờ em xin phép review arc Thiên Đế luôn, à Thiên Tử luôn. Arc này là mắc võ lâm một tịch tẩy thủy kinh nhá anh em. Đầu tiên là một cái mũ phòng thủ vật lý 20. Ẩn 1, một cái kiếm sát thương vật lý ẩn 35 điểm và sát thương vật lý hiện là 100%. Quả kiếm quá đẹp luôn anh em ơi. Một cái dây chuyền mộc kháng tất cả 8, kháng lôi 13. Và một cái áo mê hồn thường, cái áo này thì cũng bình thường thôi. Áo này cũng bình thường, cũng gọi là đẹp. Và một cái đai lưng 20 phòng thủ vật lý 21, tinh lực 37, một cái bao tay mộc tinh lực 70, kháng lôi 28. Nhiều bao tay mộc hơn mà sao không mua, em thấy anh đeo bao tay là hơi phí. Và một cái ngọc bội nhu tình đầu tiên của server, phòng thủ vật lý 25, sinh lực 50, một cái nhẫn làm chậm 40, sinh lực 99, nội lực 105, đẹp luôn, nhẫn này đẹp này. Một cái nhẫn mộc kháng lôi 29, nội lực 33 và một cái giày tốc 40, kháng lôi 17, nội lực 156. Ui đẹp nhờ. Và một con bôn tiêu bảo hộ. Chú ngựa không mất thuộc tính, trị giá 100 kim, bảo hộ 100 kim mà em không biết bên đấy đấu bao nhiêu, nhưng mà nếu mà con này vào tay em Trường sẵn sàng đấu trên giá 15 triệu, em Trường sẵn sàng mua con bôn tiêu này giá 15 triệu. Nếu mà ở trong tay em Trường, nếu mà có thiện chí bán, PM em Trường 15 triệu vào việc nha. Một set đồ khá là đẹp. Được xem được bao nhiêu làm chậm nào. Ác này quá nhiều phòng thủ vật lý luôn. 41 phòng thủ vật lý. 66 với 8 là 76. Rồi, 76 phòng thủ vật lý luôn. Dã man luôn. Còn lại kém làm chậm. Một cái ác khá là ngon và một cái phiếu bé ngoan, sinh lực 414. Một cái ác quá là ngon, top 1 server và cũng như là đồ đạc cũng gọi thuộc dạng no 1 server về Ngami kiếm luôn anh em ạ. Anh em nào đi qua video clip này thì nhớ cho em Trường xin một like cũng như một chia sẻ để kênh em Trường ngày càng phát triển hơn. Và đây cũng chỉ là cái ý kiến đánh giá cá nhân của em ở server hiện tại, chứ em không thể so sánh với tất cả server nào khác. Anh em nào mà có lời lẽ gọi là hơi lặng lề thì cho em Trường xin nhá. Bye bye anh em, hẹn em vào video clip tiếp theo ạ.